Cắt con này tới con kia. Khó quay quá. Rồi. Vô rồi hả? Xong rồi. Một cặp. Đằng kia cặp đằng kia. Đằng kia đang xử đằng kia nữa kìa. Rồi xong rồi. Rồi, một cặp. Rồi, hai cặp nha. Giỡn quá trời, con nó mập giỡn sập sập cái hàng rào luôn. Vô nè. Không à, té xuống đó vậy nè. Đó, nguy hiểm không?
xin chào cả nhà. Chiều hôm nay tiếp tục làm công việc của trại cả nhà. Nhân cúng giống cho khách. Quay cho cả nhà xem chưa. Thì hôm nay chỉ thả ba con cúng cái của khách đã gửi thôi, với hai con đực của mình, để xem cây có được chưa. Hai con cúng của khách mập ung nu, ba con, nói chung là nó cũng có con còn lại cũng tương đối, con còn lại thì được hai nước rồi. Còn con sô cô la này cũng chắc cũng gần triệu rồi đó, đeo dữ rồi nè. Cả nhà thấy thu hoạch dừa cũng được nhiều trái gì chứ bán không có thu nhập bao nhiêu hết đó cả nhà. Lượng dừa giá rất là rẻ nên thu hoạch chứ không có giá thành kinh tế cao. Mà nếu cả nhà xem clip mà nếu thấy dừa mà cả nhà có cần sử dụng dầu dừa hay là cái sản phẩm về dừa, hoặc là có cái hướng kinh doanh về dừa thì có liên hệ mình nha. Thì ở xứ dừa nó có nhiều sản phẩm về dừa như là dầu dừa nè, nước dừa nè, rồi tất cả các cái sản phẩm về dừa đều có hết. Vô nè con, té nè. Vô con, vô. Dừa là cái nôi sinh ra và trồng tốt, thì Bến Tre là tỉnh có cái lượng dừa và cái chất lượng dừa có thể là đứng nhất nhì trong cả nước, nên cái sản lượng sản phẩm về dừa của Bến Tre cũng rất là nhiều. Hiện tại thì ở dưới quê mình cũng có sản xuất rất là nhiều, như là sản xuất dừa trái nè, dầu dừa nè, thảm nè, các cái đồ thủ công mỹ nghệ từ gáo dừa và là thà và vỏ dừa. Thì các bạn mà có xem clip của mình á, mà có cần những cái giá trị sản phẩm về dừa thì cũng có thể liên hệ với mình để mình hướng dẫn cho cả nhà có những cái sản phẩm ở tại nơi sản xuất nè. Giá thành thì đương nhiên nó sẽ thấp hơn so với giá thương mại rồi. Rồi kinh kinh dính nè. Rồi xong, một cặp hên quá, vậy là được rồi, được một cặp rồi. Tự nhiên quay lại nãy giờ nói chuyện vừa không quay, tới chạy lui. Con mập sô cô la. Nay con cù lự giỏi quá. Hoàn thành nhiệm vụ rồi cù lự. Con mập này với con ấy này đẻ là nhiều lắm, lúc trước nó đẻ lên tới 11 con rồi nè. Con cái này nè, nó đẻ tới 11 con luôn. Còn con vàng thì chưa.
Chiều hôm nay chắc có cặp này quá, để làm cặp đen nữa cho đủ một cặp luôn nha. Con đen này mới có 2 lần à, mà sao con hero nó không còn đeo nữa đây. Rồi, thế là hôm nay xong được 2 cặp đây nè. Ê, cặp này nè, cặp cù lự với con sô-cô-la và một con đen với hero. Giờ thả cho chúng chơi. Dễ dàng đã à. Tiếp tục phơi nắng 2 đằng mấy đằng cúng cả nhà. Đây, đây là đàn cúng 1 tuần tuổi nè, nằm nè, cái con bự này nè, này bự nè, chứ để sau người ta 2 ngày, nhiều quá nên sữa chưa có đủ nên chưa có ú, có con ú nè, sô-cô-la, 2 bầy giờ nó lộn xộn hết trơn, nhưng mà màu sậm là 1 bầy, màu sáng là 1 bầy. Con cái nào đẻ màu sậm là nó ra màu sậm. Nãy giờ ra đây nằm phơi nắng hết thời gian này nên khát sữa. Hôm nay phơi nắng mấy cái đàn cái nó ngủ à, ngủ ly bì luôn, đã không? Màu đủ màu luôn, màu sô cô la, màu đen, bông đen, bông sô cô la, bạc xỉu vui tá lả luôn. Bài này 20 ngày chuẩn bị mở mắt chuẩn bị đi chơi được nè. Còn bài này thì chưa, bài này mới có 1 tuần hả? 1 tuần 2 bài chứ, nhưng mà có 1 bầy ú, 1 bầy không ú lắm. Chắc con mẹ không đủ sữa hay sao. Ngày nào cũng phải phơi nắng rồi. Trọng khoảng chừng 2-3 ngày không phơi nắng là nó không khỏe, hoặc nó bị viêm da. Nuôi cúng nó nhiều khi nó không có cực, mà nó phải có cái sự chăm sóc. Cúng nào cũng vậy, lậu nào cũng vậy cả nhà. Bỏ nó là nó nhiều khi nó dư sữa, nó cũng chảy, thì thay đổi thời tiết nó cũng chảy, giống như các loại nuôi các loại khác. Rồi nó ẩm quá nó cũng bị viêm da, nên loại nào cũng phải chăm sóc, xem cái nó có theo dõi nó, cái nó có bị cái gì đó mình trị. Mình trị ra từ đầu mình thấy nó hơi trị là nó ổn rồi. Còn mình để là nó bắt đầu nó nặng hơn là khó trị. Cưng ghê. Nên trong quá trình chăm sóc đó, con này còn trong quá trình chăm sóc đó là phải theo dõi hàng ngày, chứ bỏ 2-3 ngày mà bỏ cho con mẹ nó tự xử là có vấn đề liền, không hay là sẽ hao hụt cúng liền. Nó ngủ ly bì.
cỡ bên đây thì thấy nó cũng hấp dẫn rồi ha. Đó, nó nhìn thấy thương, khoảng vài ngày nữa là nó chơi nó giỡn, nhìn thấy đã lắm. Nuôi cúng thì thích nhất là lúc này thôi cái này. Đó. Nó bự bự như vậy là khỏe nhất cái này. Nhưng mà còn trăm lông thôi, còn nó nhỏ như vậy thì phải theo dõi coi con mẹ nó có sữa hay không, rồi cung cấp dinh dưỡng cho con mẹ nó. Chúng thôi nó bị còi hoặc là nó chăm sóc không có điều.